Hello anh em, hello mọi người. Cho anh em một tin, hôm trước nếu như anh em nào không theo dõi thì hôm qua hôm đấy tôi đã đập xịt quả mic không cộng 5 rồi. Buồn lắm. Này chơi nick anh chứ. Đây anh em ơi, hôm nay chúng ta đã có 8.000 FC. Không biết là hôm nay hôm nay có thể chơi được cái này không nhỉ? Ôi 6%, nhỏ chó thế. Ôi 6% lại tăng thêm tí rồi, 4.400 là vãi cả mùi ạ. Chơi cái gì trước nhỉ? Hôm nay mình sẽ săn một gói cộng 8 từ Lucky Bone. Đây 35 slot này, tôi nghĩ là tôi sẽ mở săn một quả Icon xem nào. Zone 3 à? 104. Ôi không chê, không chê. Mẹ. Zone 3 kìa. Không ra anh nào ngon ngon hơn ta. Nhẹ nhàng nhờ. Nhẹ vãi nồi luôn á. Nếu mà xịt là hơi lỗ. Chơi nào. Yes. Yes. Đẹp quá. Đấy. Mấy hôm nay mình đen mở gói này quá đen rồi ấy. Nào. Về với quả nick cơ cấu. Và có loot được vàng. Nào. Mùa NG số 3. CB và đó là Luis Felipe. Vãi cả nồi, vẫn là cộng 6 nhở. Ông này 91. Mẹ nhỏ thế. Vãi nồi vẫn đen anh em ạ. Thề đéo hiểu vì sao luôn. Vẫn là nhỏ luôn ạ. Để thề với các ông nhá, cái màu đỏ của mùa hot thề nó cứ kiểu nó bị nó cứ quyến rũ chúng ta ấy. Thì đéo hiểu luôn ạ. Mở. Mùa hot số 4. Inara Mendy. Cộng 7 thật này. Sao mình nhớ mình mở hôm qua toàn cộng 6 mà ta. Sao nick mình lại để cộng 7 ta. Chết rồi. Chắc này đó này được. Vô lý vậy. Không thể nào thấy được. Tôi thể đây chắc chắn là con duy nhất thôi. Chắc chắn là con duy nhất cộng 7 thôi. Làm đéo có chuyện. Hôm qua tôi mở con cộng 6 mà. NG. Không được con Erling Hà Lan nhỉ. Đập lên 8 cái. Ơ. Nhưng mà sao lại thế này. Qua mình mở 20 gói. Không ra được một con cộng 7 nào mà. Lucas Paqueta. Sao lại thế nhở? Chắc là rùa thôi anh em ơi. Sao lại thế? Không phải. Tôi không phải lừa anh em. Nhưng mà hôm qua tôi mở đen lắm. Later. Được thêm một gói one more nữa. Ồ, con này thì thôi chắc là cộng 5. COC số 23 Brazil. Nước cam, Mỹ. Lại cộng 7. Sao toàn cộng 7 vậy? Mình che mắt đi xem nào. Chắc là cộng 5 thôi. Mình che mắt đi rồi.
Con gì đấy anh em? Con gì đây? Con số gì đây? Con số! Đấy, thấy chưa? Cộng 5 nè. Trời ơi. Mở ra đô sâu lách luôn này. Mở. Mùa hot. Ui Kevin! 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 15 tỷ! Sao lại thế được? Trời ơi! Vô lý vậy! Oh my god! Ôi! Ôi bạn ơi! Bạn mở này là bọn nó đập chết! Mấy thằng hôm trước gửi kéo đập chết! Trời ơi! Chết tôi rồi! Mấy anh em gửi kéo hôm trước, anh em tìm tận nhà! Chết rồi! Xong chúng nó viewer lại bảo thích cơ cấu! Ai cả nồi luôn! Ôi! Bây giờ bán Kevin là đủ tiền mua Beckham luôn anh em ạ! Dêm! Hadechi! Với lại một quả rock 3 cộng 3 nữa đi. Nhẹ nhàng thôi. Đấy, vừa đủ 4 vạch luôn. Nhưng mà vẫn ít hơn cái vạch hôm trước mình đập Butra. À, xem nào. Lên 5 cái để em kiếm tỷ nào. Sao đập mấy con này nó nhẹ thế nhở? Sao đập icon khó thế? Đéo hiểu luôn ạ. Bực hết cả mình luôn. Thề đập mấy ai ông icon dạo này kiểu mấy ông ấy bị khó tính ấy. Điều vãi. Nonito. Bình tĩnh anh em ơi. Mở xong cái kho cộng 5 xong rồi đập xong rồi chơi Roykin sau. Đấy. Ôi sao hôm nay lên nhẹ nhàng ấy nhở? Mẹ lừa đảo quá. Rồi veteran số 4 lại Dante. Mẹ ơi, nhìn cái lý kìa, nó chán. Ôi, ta nói nó chán kinh khủng luôn á. Hôm nay đập thẻ lại dễ lên được. Điều gì đã khiến cho các bạn nghĩ được hay đâu? Dọn kho luôn. Socrates. Ui, bị điên à? Mẹ hôm nay nó bị làm sao vậy? Ôi, lừa đảo thế nhở? Đấy. Pogba. Pogba ngày xưa mình đập được mấy Pogba rồi. Nick tôi là tôi đập được 2 con Pogba rồi. Một con Pogba TC với lại một con Pogba mùa thường. Pogba TC thì tôi bán rồi. Pogba mùa thường thì như tôi đập cộng 9 thì phải. Và đéo thành công. Sau phát này đập Ronaldo. Easy. Đơn giản. Easy. Mê. Nhẹ nhàng kéo đầu. Ui, sao nay tôi đỏ được nhỉ? Ảo thế nhở, lên đúng một bóng ba. Bỏ vé tít lại, phun mèo lại. Đây. Ai.
Oh my god. Ê, đau hết cả tim anh em ạ. Hú hồn, hú hồn. Thằng nào bảo tao tham? Thằng Hoàn Nguyễn đúng không? Tham thì thâm. Mày thấy tao thâm chỗ nào không? Mẹ, cái này nó nằm trong sự tính toán. Ngày xưa có biết học xác suất thống kê không? Biết ngày xưa anh điểm A xác suất thống kê, điểm A là 8,5 trở lên nhá. Hiểu không? Có đúng không nhỉ? Thế hình như tôi phải điểm 9 thì phải. À đâu, tôi được A cộng. Đậu xanh ngày xưa tôi được A cộng, thế thì tôi phải 9 phẩy. Thề luôn ạ.